xung phát đòn, bong khói đạ son cả, hứ pinọng chăn lọ lắng. Quá nấy, bại thình mày say cái đây, rú huyện, chợ đồn. Bàn, chợ đồn. Cả này tăng huyện chợ đồn tỉnh Bắc Cạn, mị tình chất xếp hốc xiên hách ta đinh đông. Trang tí đông mày táng tấn, mị tành hả xếp bét xiên hốc bác hách ta. Đông mày nằm xếp bét xiên hách ta. phiên an pi tí phuông, năm mớ tứ hà bác thân xiên hách ta mày dường đây tứ nằm mày piuk đông đã khử hăn pi nọng đẩy hầm khai và khai đẩy lai chèn mưa hết kinh tứ nằm mày piuk đông đã có phấn khẩu hết đây mưa kinh tế xã hội rú tỷ phuông pi nọng sơn điệp huyện nà rì tỉnh bắc cạn mì hà dân tộc sài căn sinh sống tỳ lè tày nùng keo sao mông mọi dân tộc xài mì bại giường văn hóa đây mạc táng căn trang tí lèo phối thân bại bộ sửa khóa dân tộc đã đẩy pi nọng tí phuông chướng chấp ao khe trang bại pi quá mà bộ sửa khóa chàm của cần tài nùng nắm nhằng đẩy pi nọng dùng lai con cả này mì lòi cần ké pi và đẩy pi nọng nùng khảo bại vằn lệ lè chính kỷ pi sở này mưa thành lập bài câu lạc bộ hạt then đàn tính vằn càng lai Nhỏ quẹn bại cần nát điếp môn nghệ thuật này đã tạt dự hử lầu bộ nâng lự song bộ sửa chàm xe biểu diện văn nghệ Nhỏ quẹn bộ sửa chàm đâm của dân tộc han mỉ lai cần dùng thân bại mé tứ chất ship thân pet xích pi vận nhằng chướng đẩy bộ sửa khóa của dân tộc lầu khói tham gia lớp hạt then đàn tính le trắng chắc rú lòi xạ vận nhằng lai bộ sửa khóa chàm tới ké pẹn xạ kim hỉ nhằng phong mé củ trang hòm đẩy tứ chất thân pét bộ sửa chàm Hãy cạ sửa chầm nắm mì họa tiết trang trí Lè bộ sửa khóa của bì nọng cần dao đèo đẩy ngòi bệnh cả tác phẩm nghệ thuật chăn đây sáu lai thỉnh hoa văn bióc lại đẩy theo in rú bạn tình cả này rú huyện nà vận nhàng lai cần chắc theo nhập sửa khóa của dân tộc xe nùng và xe khai Càng Càng cũng bây giờ đang truyền các chị em cả này đang son cả bị nọng xài căn chướng xe, son hử lục, lục lan chắc mới... khói mới... han tự hào vì dân tộc lầu mì bộ sửa khóa bóc lại chăn cả đây yêu yêu mến cái dân tộc của mình bộ sửa khóa truyền thống nắm tan thư đây bản sắc dân tộc mà nhằng mì giá trị nghệ thuật giá trị lịch sử của từng dân tộc đẩy chướng chấp tứ tới nảy quá tới lang mà mại lè thông điệp của sám ké xe tèo hử lục lan phản nảy nhỏ quẹn mưa bảo tồn và chướng dùng bộ sửa khóa của dân tộc đang đẩy huyện Nà Rì khảo rìm thân. Sảng tì mọi cần, cùng đã hăn và hết đây trách nhiệm của lầu xe chướng chấp bộ sửa khóa đây mạc của dân tộc. Cả này rú lòi xạ, bệnh lương thượng, cư lễ, kim lư, vận bị lai cần táng cắt nhập, táng theo sửa khóa dân tộc vạ son tại hử sám ón tỷ phuông chăn cạ tự hào, mưa bản sắc của dân tộc Lầu, khói nát nùng bộ sửa khóa nảy, tre bay hội, tắm bừa cần ké nhằng ón, lè táng cắt nhạp ra. Hãy nắm nhằng chướng xe đẩy bộ sửa khóa truyền thống của dân tộc Lầu, càng văn càng nội bay, nghĩa lè nắm nhằng chướng xe đẩy bại giá trị mưa văn hóa, tín ngưỡng, giá trị tâm linh và bản sắc của bại dân tộc, nhọc bệnh việc bảo tồn và chống chấp bộ sửa khóa truyền thống của dân tộc, lè chăn cẩn diếu, leo đẩy khảo thêm thông. Con giường này huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Cạn đã bị đề án hết du lịch, trang thị chống chấp đây văn hóa bại dân tộc, khai hết và cáp sáu bại xạ thị trấn, khai bại lớp son mửa văn hóa, son mửa cách cắt nhập và theo sửa khóa dân tộc, hử bại lục lan, rú tỷ phuông. Kem bái Pì đã khảo khim trồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển bằng tiền tài nùng của Đài Phát Thanh và truyền hình Bắc Cạn, phát tỉnh kênh VTV5, Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình thân này lè lẹo, so chào và hẹn chặt tèo Pì khảo bại chương trình, bài lăng.